Xin chào các bạn, tôi là Phan Trọng Nghĩa. Hiện nay tôi đang học khóa thạc sĩ của trường Groningen và chuyên ngành của tôi đó là kinh tế lượng. Tôi đang theo khóa học chỉ kéo dài trong 1 năm, nhưng mà tôi nghĩ xin chào các bạn, tôi là Phan Trọng Nghĩa. Hiện nay tôi đang học khóa học thạc sĩ kinh tế lượng của trường đại học Groningen. Tôi tham gia chương trình học này vì đây là chương trình phù hợp cho chuyên ngành của tôi. Khóa học rất là được thiết kế rất khoa học và cung cấp những kiến thức thực tiễn cho tôi. Các giảng viên ở đây rất hết sức nhiệt tình, họ luôn luôn lắng nghe, tìm hiểu những khó khăn và giúp tôi để vượt qua những khó khăn đó. Ngoài ra, cuộc sống ở Groningen cũng là một kinh nghiệm rất là thú vị. Groningen là một thành phố khá yên tĩnh và mọi người ở đây rất là thân thiện với bạn. Nếu bạn không thể nói được tiếng Hà Lan thì điều đó cũng không là quan trọng, vì bạn có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong học tập và những công việc hàng ngày của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia những khóa, những hoạt động thể thao của trường ở một trung tâm thể dục thể thao rất là hiện đại của trường Groningen. Tôi nghĩ rằng nếu bạn muốn tìm một trường đại học tốt để phục vụ cho việc học của mình thì tôi nghĩ rằng Đại học Groningen là một trường đại học rất phù hợp cho nhu cầu đó của bạn.